Rồi xin chào các bạn ha, mình là Cao Nguyên đây. Hôm nay mình rảnh rỗi làm cái video chia sẻ về cái cách mà phối phân cái gói thằng hổ. Thì ở trên tay mình là đây nè, đây là có một số cái gói thằng hổ để chia sẻ cho tất cả các anh em nè. Thì cái này nó là thua nó giống như một cái chất mà trợ giúp, và nó giúp cho cái quá trình thẩm thấu cũng như là phun phân, phun bón lá, phun các loại mà thuốc hoặc là tưới gốc đều nó để cho lưu dẫn. Thì hôm nay mình làm cái video này riêng biệt để chia sẻ tất cả các anh em ha. Thì mới vừa sáng mới vừa phun mà thuốc cho cái mà bọ chỉ với các bạn, thì mình cũng có pha cái này vô, và cũng như tưới phân thì pha vô. Này nó cũng giống như cái xà bông mà chanh vậy đó. Nó màu cái màu hơi vàng vàng, và nó có giống như chất nhờn nha các bạn, nó làm cho bề mặt bám dính và lon chảy rất là tuyệt vời đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình chia sẻ với các bạn ha, và nói cái chất và cũng như là cái quá trình để chúng ta sử dụng mà trong cái cây mai chúng ta đó. Thì hiện nay là trời âm u đó các bạn, thì mình lựa chọn ở chỗ này đi để mình chia sẻ với các bạn. Thì phân thuốc hoặc là một số cái loại mà mình tốt cho cây mai, cũng như là trong cái quá trình mà mình chăm sóc cây mai để sao mà cho cây nó được phát triển tốt và nó mạnh, thì mình cũng đã chia sẻ cho tất cả các bạn này. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ tiếp tục cái này để bổ trợ vô cho cái quá trình chăm sóc cây mai được tốt hơn ha. Thì đây là cái gói thằng hổ nè các bạn, thấy không? Đây mình sẽ cho các bạn xem đây, thằng hổ đó. Thì cái này là mình cũng đã xài rất nhiều luôn. Đây nè, nó để nè tăng hiệu lực tối đa nè, thấy không? Và cũng như là cái quá trình mà tiết kiệm triệt để. Thì cái gói thằng hổ này nó có tác dụng như gì, nó có màu nó như cái màu giống như mình đã nói, giống như xà bông chanh đó các bạn, nó hơi vàng vàng khi mà các bạn pha với phân. Thì đối với cái bề mặt lá nè các bạn, đối với cái bề mặt lá mà chúng ta khi mà chúng ta phun phân lên đó các bạn, không phun phân lên thì cây á, các bạn không thực sự cái bề mặt lá các bạn thấy gì á, nhưng mà phân nó đi vô lá là rất là khó khăn nha, chứ không phải là đơn giản nha. Nhưng mà có cái chất này nè, thì phân á, nó đi vô qua cái lỗ khí khổng, nó trợ giúp cho cái phân vô cái mà lá được triệt để nhiều hơn, giúp cho chúng ta tưới tiết kiệm hơn chi phí, mà chi phí và cũng như là tưới gốc. Ngoài ra thì cái thằng hổ này là các bạn, nó sẽ chúng ta có thể phối pha với cái loại phân tưới gốc hoặc là tưới lá và những cái loại nấm bệnh mà sâu gầy khác, thì nó có tác dụng là lon chảy, nó bám trên cái bề mặt lá nó đều ha, bám trên bề mặt lá đều và nó thẩm thấu vô nhanh chóng. Và một cái điều tuyệt vời nữa là đó là khi mà các bạn có cái gói này vô nè, thì nó sẽ giúp cho cái khi mà các bạn vừa mà phun xong á, mà cây nó hơi khô lại, thì khi mà gặp mưa thì nó không bị rửa trôi, nó chúng ta không cần phun lại. Đó là cái tác dụng tuyệt vời của cái thằng hổ này mà mình muốn chia sẻ, và một cái lên cái video để chia sẻ anh em. Thì anh em có thể pha, chúng ta tưới phân vẫn có thể sử dụng được cái gói này, và cũng như là cái tưới phân nè, rồi phun trên lá nè, những cái loại thuốc trừ sâu và thuốc bệnh nấm bệnh khác vẫn phun được bình thường, phun trên lá cành và tưới gốc được bình thường đó. Đây là cái nó chỉ là cái chất lưu dẫn thôi nha các bạn, nó không có, ngoài ra thì nó không có tác dụng gì khác hết. Nó giúp cho cái mà thuốc bảo vệ thực vật độ lon chảy đều trên bề mặt lá đâu nè, nhìn nè, gốc nè, thẩm thấu nhanh vào gốc rễ nè, nó làm tăng hiệu quả của thuốc đó, rồi phân bón đồ rất rất nhiều. Thì cái này nó tuyệt vời, thì mình chia sẻ với các bạn có thể sử dụng mua thằng hổ rồi có nhiều cái loại mà chất lưu dẫn khác, nhưng mà mình sử dụng cái này thì mình chia sẻ với các bạn. Gói này cũng mấy ngàn các bạn, này không phải quảng cáo nha, mà xài xong rồi thấy nó ok tiến hành làm video mình chia sẻ với các bạn luôn. Thì các anh em thì đôi khi mà các bạn tưới phân vô gốc rồi đó, không phải phân rồi thẩm thấu vô gốc cũng không phải là dễ dàng nha, với bộ lá đặc biệt là cái trên lá chúng ta nè, nó không phải đi vô lá dễ dàng mà có thể nó nằm ở ngoài, nó làm cho cái nó làm tăng chi phí, là nó làm giúp cho cái thẩm thấu vô cái mà lá được tốt hơn đó. Có thể mà khi mà chúng ta tưới rồi á, gặp mưa thì nó không có bị rửa trôi. Thì đó là một số cái tính năng tuyệt vời của cái thằng hổ này mà mình giới thiệu cho các bạn ha. Rồi đây,
mình thường pha với nấm bệnh sâu gầy đều được hết các bạn, hoặc là đặc biệt là phân bón lá, phân bón gốc được hết. Đó. Rồi. Đó, các bạn thấy không? Rồi, làm chia sẻ các bạn cái nhỏ nhỏ này thôi. Xin chào các bạn ha.